vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn Lần đầu tiên cho phép bên Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn gửi lời chúc sức khỏe và bình an Chiều hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm được những con lọc nguồn 100A của hãng nơ Cực kỳ là chất lượng nha bác Chiều nay thì em về được 7 con nha, 7 con Tình trạng thì rất là đẹp thôi Có hai con 6 này, đây con này và con này Thì xíu nữa bên em sẽ có giá tốt hai con này để cho tất cả bác cùng tham khảo cũng như là lựa chọn nhé. Thì các bác cũng biết rồi, hiện nay là tình trạng nhiều điện ở nước ta rất là nhiều nhé. Nên nhu cầu của các bác sử dụng những con lọc nguồn này rất là nhiều. Lọc nguồn này thì nó có chức năng là lọc sạch nguồn điện, giúp nguồn điện vào thiết bị của chúng ta nó trong, sạch và tinh khiết hơn. Thì giống như một nguồn nước vậy, thì nguồn nước bẩn và nguồn nước sạch. Thì khi mình sử dụng nguồn nước sạch thì mình xài nó sẽ ok hơn và sức khỏe của mình được đảm bảo hơn đó và khi mình sử dụng nguồn nước bẩn thì các bác cũng biết rồi đấy thì những cái thiết bị điện gia đình của chúng ta thì cũng như vậy thôi đó nó sử dụng dòng điện sạch tất nhiên tội thọ của nó sẽ bền hơn ổn định hơn và cách đấu của những con lọc nguồn này thì rất là đơn giản rồi cái này mình đấu ở đầu nguồn nhé mình nấu ở đầu nguồn cái này mình có thể đấu được 3 pha luôn Nếu 3 pha thì các bác đấu cả 3 giây Còn nếu mà 2 pha ấy, Thì mình có thể đấu hai điểm đầu cuối này Đây Chữ like là mình đấu đi vào nhá Điểm đầu cuối này Bên này cũng đầu cuối này Hoặc mình có thể đấu ở đây Đây 1, 2 Hoặc 1, 2 Ở đây nhá Thẳng với nhau là ok Mã này Các bác có thể tra mã này ở trên trang web của hãng nhé Dòng này mà nếu mà lọc mới thì giá của nó cực kỳ là đắt nha các bác. Còn những con này là hàng tháo máy, hàng bại nhé Nên giá của nó tốt hơn rất là nhiều. Và em sẽ báo giá luôn. Có hai con 6 này. Con này do vận chuyển nha các bác. Vận chuyển thì bị ném lên ném xuống này, nó bị móp một xíu này. Đó. Nhưng chất lượng bên trong vẫn còn rất là ok nhé và con này thì bên em sẽ để cho tất cả bác với giá là 1 triệu 8 này Còn móp là 1 triệu 8 này Nó bị móp một ít thì 1 triệu 9 nhé Con này 1 triệu 9 Và những con đẹp như thế này thì giá 2 triệu một con Đó, Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé Những con đẹp như thế này thì giá là 2 triệu một con Còn những con bị móp như thế này Thì giá của nó sẽ tốt hơn Con này 1 triệu 8 Con này 1 triệu 9 nhé Đó, Bác nào có nhu cầu thì alo cho em đây, đó, những con lọc rất là ngon Đó, bác nào uh, yêu cầu bên em là trước khi gửi thì uh, test thì bên em sẽ test cho tất cả bác rồi bên em sẽ gửi hàng cho tất cả bác nhé và giá cả thì bên em sẽ bao ship tất cả bác luôn bác nào uh, có tiền trong tài khoản thì có thể uh, chuyển trước cho em hoặc uh, bên em có thể ship cod cho tất cả bác các bác nhận hàng kiểm tra ok đúng hàng chuẩn như em quảng cáo như thế này rồi mới thanh toán nhé những con lọc này mà lọc mới thì giá của nó cực kỳ là cao nhé rất là cao hàng này là hàng bại hàng đã qua sử dụng nên giá của nó cực kỳ là tốt luôn đó các bác sử dụng để đấu tổng cho cả gia đình rồi thì bác nào có nhu cầu mua sắm những con lọc nguồn này thì alo cho em nhé và số điện thoại zalo duy nhất của em là 0969 569 zalo là 0962 182 145. Rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Chào các bác hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.